Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sao Huyệt Ba Dũng bị tấn công, Phó Tư lệnh Quân khu 9 bị cách mọi chức vụ. Quân khu 9 thuộc Quốc phòng Việt Nam là một trong 7 quân khu hiện nay của Quân đội Nhân dân. Nó có nhiệm vụ quản lý, tổ chức xây dựng và chỉ huy quân đội bao trùm của vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng biển phía Nam của Việt Nam. Được biết, địa bàn quản lý của Quân khu 9 có 12 tỉnh, thành phố. Riêng Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, đó là Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ, nghĩa là vùng Tây Nam Bộ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng, người có ảnh hưởng rất lớn đến quân khu 9. Ông Nguyễn Tấn Dũng quê ở Cà Mau, nhưng sự nghiệp chính trị của ông là ở Kiên Giang. Trước khi về Trung ương, ông Nguyễn Tấn Dũng xây dựng thế lực địa phương ủng hộ ông, chủ yếu là ở hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Khi lên làm thủ tướng, tác động được vào Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa đàn em của ông cho Bộ Quốc phòng về để nắm quân khu 9 để bảo vệ vùng đất Kiên Giang của ông. Nếu chỉ nắm một tỉnh thì không ai gọi là vua một vùng, mà phải nắm cả quân khu đóng trên địa bàn đó mới được gọi là vua một vùng. Tại miền Tây Nam Bộ, không ai gọi bà Nguyễn Thị Kim Ngân hay ông Võ Văn Thưởng là vua một vùng, dù cho những người này đã và đang có những chức vụ cao trong Bộ Chính trị. Chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng mới được người ta gọi là vua một vùng, bởi ông nắm trong tay quân khu 9. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ ngã bệnh tại Kiên Giang, làm nhiều người cho rằng đó không phải là đột quỵ, mà là bị đầu độc, là bởi những người ta thấy thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng quá lớn, bao trùm cả miền Tây Nam Bộ. Mà quan trọng nhất là khu vực bầu trời, các căn cứ quân sự tại 12 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nên việc ông Nguyễn Phú Trọng đến Kiên Giang được người ta ví như ông Trọng đã chui vào giỏ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và câu hỏi đặt ra là đã bao nhiêu lần ông Nguyễn Phú Trọng muốn cắt vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng ở quân khu 9. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ tại Kiên Giang. Thì vào ngày 5 tháng 5 2019, ông Trần Quốc Vượng thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương mở kỳ họp thứ 35. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ trì. Thực thi quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Thủy. Lý do là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất tại Sư đoàn 8, thể hiện nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, lý do là lý do. Vấn đề là ông Nguyễn Hoàng Thủy là người từng được ông Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ trong vấn đề giành lấy chiếc ghế tư lệnh quân khu 9. Đây là hình ảnh ông Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy bị kỷ luật vào năm 2019. Ngoài ông Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, thì ông Đại tá Trương Thanh Nam, đảng ủy viên, phó tham mưu trưởng quân khu 9, nguyên phó bí thư đảng ủy, sư đoàn trưởng sư đoàn 8, quân khu 9 cũng bị kỷ luật. Việc cách chức và kỷ luật quan chức đứng đầu quân khu 9 ấy là việc không tới nơi tới chốn. Ở quân khu 9, người của ông Nguyễn Tấn Dũng khá nhiều, rất khó mà triệt tiêu tận gốc cho được. Đó là lý do tại sao hiện nay tầm ảnh hưởng của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn bao trùm hầu hết miền Tây Nam Bộ, chứ không phải là chỉ ảnh hưởng đối với tỉnh nhà Kiên Giang của ông. Cũng không phải ngẫu nhiên mà dù cho ông Nguyễn Phú Trọng đã bao nhiêu lần muốn kỷ luật, ông Nguyễn Thị Nghị cũng không thể kỷ luật cho được. Có thể nói mối quan hệ chân rết của Nguyễn Tấn Dũng rất rộng. Thời làm thủ tướng, ông đã tạo sự ảnh hưởng lên cả một vùng rộng lớn, rồi kéo con trai về tỉnh nhà trú ẩn khi ông hết quyền lực, thì quả thật ông Nguyễn Tấn Dũng rất cao cả. Lại một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng tấn công vào quân khu 9, sao huyệt của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đó là vào ngày 25 tháng 5, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ban Bí thư cho là bộ máy tay trong của Nguyễn Phú Trọng, không ai hiểu vai trò Quân khu 9 với Nguyễn Tấn Dũng rõ nhiều Nguyễn Phú Trọng. Theo báo cáo thì vào ngày 25 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp với sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Thiếu tướng Trần Văn Tài,
Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Đây là hình ảnh hết Nguyễn Hoàng Thùy giờ đến Trần Văn Tài bị cho lên thớt. Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã xua Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều tra những cá nhân có dính đến ơn nghĩa của Nguyễn Tân Dũng tại quân khu 9. Sau khi kiểm tra xong, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Thiếu tướng Trần Văn Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định. Thiếu tướng Trần Văn Tài cũng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020. Nói chung, vẫn dùng công cụ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ như đã từng dùng với ông Trung tướng Nguyễn Hoàng Thùy trước đây. Đánh vào quân khu 9 lần 2 lần này, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng bài đánh cũ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá ông Thiếu tướng Trần Văn Tài là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức đảng. Thực ra, một mình ông Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu thì không cần đến ông Nguyễn Phú Trọng ra tay. Chỉ cần ông Phan Văn Giang ra tay là được rồi. Và câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại làm chuyện nghiêm trọng đến như vậy? Và có bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng phải tham gia cách chức một giám đốc sở ở một tỉnh hay không? Một Phó Tư lệnh Quân khu có chức vụ không cao, chỉ ngang bằng với giám đốc sở, sao ông Nguyễn Phú Trọng lại phải ra tay đến như vậy? Bởi đơn giản, ông Phan Văn Giang không đủ tầm để nhổ cái gai này vì bức dây sẽ động đến rừng Kiên Giang. Đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng đành phải ra tay. Để xử lý các tướng lĩnh quân khu 9, trước đó ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị ban hành quy định số 102 QĐ-TV vào ngày 15 tháng 11. Giờ đây, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng của hai nhiệm kỳ đã qua và một nhiệm kỳ hiện nay. Liệu qua đây ông Nguyễn Tân Dũng có lung lay gì hay không là câu hỏi tiếp tục đưa ra. Theo dự đoán thì đây chỉ là làm giảm sự ảnh hưởng của gia tộc Nguyễn Tân Dũng tới khu vực miền Tây Nam Bộ mà thôi. Còn nói về chiến dịch triệt hạ Nguyễn Tân Dũng thì không thể. Cũng như lần trước, ông Trần Quốc Vượng đã triệt hạ ông Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, thì thế lực của ông Dũng vẫn không lung lay. Đây là hình ảnh thế lực Nguyễn Tân Dũng vẫn còn rất vững. Ông Nguyễn Phú Trọng có cái giỏi là tấn công, thì ông Nguyễn Tân Dũng vẫn có cái giỏi khác, đó là cái giỏi phòng thủ. Đã 5 năm, ông Nguyễn Tân Dũng rút về co cụm ở Kiên Giang, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm gì được. Thậm chí trong vòng 5 năm đó, ông Nguyễn Tân Dũng còn xây dựng tốt thế hệ mang bọc tiếp nối để đưa ra Trung ương. Hiện nay, ông Nguyễn Tân Dũng mất quyền lực thật, nhưng ông đã xây dựng cho cậu con trai nắm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thêm vào đó là Thủ tướng đương nhiệm cũng là người mà đã từng được ông Nguyễn Tân Dũng nâng đỡ. Và hiện nay cho thấy ông Phạm Minh Chính đang kết nối rất tốt với ông Nguyễn Thanh Nghị. Tuy rằng ông Nguyễn Tân Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ, người thì trên ngựa, người thì dưới ngựa, nhưng cuộc chiến vẫn còn âm ỉ. Cá nhân của Nguyễn Tân Dũng thì có thể đã mất hết quyền lực, nhưng thế lực của ông Dũng thì vẫn còn đó. Vì thế, dù mất quyền lực trên bề nổi, nhưng hiện nay ông Dũng vẫn tác động được với Trung ương. Đây là một kết quả mà ông Nguyễn Phú Trọng không hề mong muốn chút nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 với bản tin Sao huyệt Ba Dũng bị tấn công, Phó Tư lệnh Quân khu 9 bị cách mọi chức vụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.